Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào xuân Giáp Thìn 2024. Tối ngày 3 tháng 2, Trung tâm Văn hóa Điện tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình nghệ thuật Vũ điệu chào xuân 2024. Chương trình có sự tham gia của 40 cộng tác viên, diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa Điện tỉnh và các câu lạc bộ khiêu vũ của thành phố Sơn La, với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng xuân, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Đan xen các ca khúc truyền thống, tiết mục múa dân gian độc đáo là những tiết mục khiêu vũ nhảy hiện đại với giai điệu trẻ trung sôi động, ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân. Chương trình nghệ thuật đã khơi dậy niềm tin, khí thế mới, thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ, tạo không khí vui tươi phấn khởi đón mùa xuân mới.